Văn Tiêu xin kính chào các anh chị em chú bác trong nước và ngoài nước. Hôm nay Văn Tiêu bán mới vừa rảnh chút xíu, giờ để cho con nó đang chiên bánh nè, cho nên Văn Tiêu xin hát tặng cho cả nhà một ca khúc. Cũng lâu rồi Văn Tiêu chưa lên ca khúc, chắc cả nhà cũng chờ dữ lắm. Bên đây Bánh Tiêu xin gửi cho cả nhà một nhạc phẩm mang tên Lá Thư Trần Thế. Xin cả nhà thưởng thức nhé. Lạy cho con là lính trận ngoài biên, vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, còn tưởng Hòa Châu soi tiến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, còn đợi tàn đông mới tin về. Đàn sẽ không chung đêm, từng đêm vẫn nghe từng lốp cháy đi, cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời, xin đem buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến. Trẻ thơ yên tâm sách đèn, để mẹ hiền con hết ưu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, còn đợi tàn đông mới tin về. Đàn sẽ không chung đêm, từng đêm vẫn nghe từng lốp cháy đi, cho ngày mai vẫn đi. Đêm nay người xuống đời, xin đem buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười.
lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh. Vì Cha là linh con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sách đèn, để mẹ hiền con hết ưu phiền. An vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sách đèn, để mẹ hiền con hết.